Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm Việt Nam gia nhập WTO và cũng là thời gian chứng kiến sự phát triển hội nhập mạnh mẽ của ngành phân phối bán lẻ. Doanh nghiệp trong ngành đã không ngừng đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, xây dựng ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện đại trong nền kinh tế, cũng như là vai trò cầu nối hữu hiệu giữa sản xuất với người tiêu dùng, đồng thời triển khai tích cực và có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Năm 2017, Việt Nam xếp vị trí thứ 6 và nằm trong top 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ sôi động nhất thế giới. Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trên đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà bán lẻ ngoại. Một loạt các nhà bán lẻ nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp đã đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Đây là thời cơ để các nhà bán lẻ Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết, đưa ra những chiến lược đúng đắn đáp ứng nhu cầu thị trường để giành thị phần. Các nhà bán lẻ Việt Nam đã nỗ lực hết sức để đứng vững, để phát triển mạng lưới của mình và để sau 10 năm chúng ta có những cái thành tựu như ngày nay. Đó là phát triển một ngành công nghiệp dịch vụ Việt Nam hướng về người tiêu dùng và đóng góp một cách xứng đáng cho nền kinh tế đất nước. Một cái điều nữa mà chúng tôi thấy đó là nhờ cái việc mở cửa thị trường và cạnh tranh, cho nên là các doanh nghiệp đã lớn mạnh một cách của chúng ta có thể nói là các doanh nghiệp đã lớn mạnh một cách mạnh mẽ và có rất nhiều sáng tạo. Và cái điều đó thì nâng cao cái sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là chúng ta sẵn sàng cho cái việc mở cửa hội nhập hơn nữa. Theo Bộ Công Thương, năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2016, đã vượt xa con số dự báo của nhiều hãng nghiên cứu thị trường nước ngoài. Hiện, tỷ lệ bán buôn và bán lẻ Việt Nam chiếm tới 14% GDP cả nước. Ngày nay, trong thời đại công nghệ 4.0, cùng với thay đổi trong xu hướng tiêu dùng đã mở ra cơ hội tiềm năng phát triển cho các nhà bán lẻ Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nhiều ngành khác. Đối với đơn vị chúng tôi là đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng cũng không thể là tách rời ra khỏi cái sự phát triển của xã hội, đặc biệt là tiến tới là phát triển theo cái công nghệ của 4.0. Đơn vị chúng tôi đã thành công trong lĩnh vực sản xuất về công nghệ sản xuất ra sản phẩm. Thì đối với mặt thương mại, ngoài cái phát triển theo cái hướng truyền thống, đó là qua cái kênh hệ thống đại lý, qua cái hệ thống siêu thị, qua sự truyền tay nhau của những người tiêu dùng thực tế, thì đơn vị chúng tôi trong thời gian tới là cũng sẽ tiếp tục và phối hợp với các nhà khoa học cũng như là các nhà mạng xã hội để đưa sản phẩm thông qua các mạng xã hội hoặc thông qua các hệ thống kênh internet truyền thông. Qua cái chương trình và cái hiệp hội bán lẻ này hướng vào những cái hệ thống siêu thị và những cái nhà phân phối nhỏ đến gần các cái khu dân cư và những khu du lịch để mọi người có thể nắm bắt được nhiều hơn. Nhưng vấn đề thứ hai là chúng tôi đi tập học cái cách làm mang tính chuyên nghiệp, tức là yêu cầu của siêu thị cũng như của đơn vị sản xuất nó đi mang tính phù hợp lẫn nhau để làm sao nó phục vụ cho cái hệ thống bán hàng của mình càng tốt hơn. Đại diện tổ chức nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Nielsen Việt Nam cho rằng có rất nhiều lo ngại khi Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ có thể làm sụp đổ kênh phân phối bán lẻ truyền thống cũng như hiện đại của Việt Nam do sự xuất hiện và thâu tóm của các tập đoàn đa quốc gia bán lẻ từ nước ngoài. Nhưng trong thực tế, cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam không phụ thuộc mà từng bước thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, với việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do FTA cùng với cuộc cách mạng 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ, thì doanh nghiệp, các hiệp hội liên quan cũng cần phải làm tốt vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa nhà sản xuất và tiêu dùng, đồng thời cần tích cực tham vấn với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực bán lẻ theo cam kết hội nhập để thị trường bán lẻ ngày một phát triển văn minh, hiện đại. Tại thời điểm hiện nay, thực sự là một cơ hội rất là lớn cho tất cả các ngành bán lẻ, các nhà bán lẻ hiện đại của chúng ta, bởi vì cái nhu cầu thị trường ở đó, nhu cầu người tiêu dùng ở đó và chính cái nhu cầu này nó sẽ là một cái động lực rất lớn buộc các nhà bán lẻ của chúng ta phải thay đổi và chuyển đổi mình để có thể tiếp cận và có thể nắm được tất cả những cái tiềm năng đó. Và chúng ta hy vọng sẽ có những cái bộ gương mặt mới, những cái người chơi mới tham gia vào thị trường của chúng ta. Với việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thực hiện đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, vân vân, các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ đã và đang khẳng định được vị thế và vai trò của mình, cũng như tham gia xử lý các biến động để bình ổn thị trường, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội.